Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn kit Arduino Digit Shield 4 LED. Đây, như bạn thấy trên tay mình có là Arduino Digit Shield. Như đúng như tên gọi thì đây chúng ta có một cái shield dùng để cắm chồng lên Arduino. Đây, tương thích các chân hoàn toàn. Các bạn có thể cắm chồng lên Uno hoặc là Mega. Đấy. Thì trên module này chúng ta sẽ có một LED 7 thanh 4 số. Đây. Đấy, dùng để hiển thị các giá trị mà chúng ta muốn lên đây. Đấy. Module này thì sử dụng 2 IC giải mã đây là 74HC595 và 74LS247. Module này cấp nguồn 5V từ Arduino lên, các bạn chỉ cần cắm chồng lên này là chúng ta có thể sử dụng. Đấy, về cái chân sử dụng của cái kit này thì các bạn sẽ có là chân clock sẽ đi vào với được nối sẵn với chân 2 trên Arduino, đúng không ạ? Đấy, chân latch của 74HC595 thì sẽ nối với chân 3 và chân data sẽ nối với chân 4. Đấy, chân DP tức là các cái dấu chấm này thì sẽ được nối với chân D5. Đấy là cái qua một chút về cái chân cẳng ở trên này để khi các bạn mà sử dụng con này, đấy, các bạn có sử dụng thư viện thì các bạn tránh không sử dụng những chân này để làm ảnh hưởng đến tín hiệu của chúng ta. Thì với bốn số này các bạn có thể hiển thị một cái biến hoặc một cái giá trị lớn nhất đây là 9999. Trên kit này cũng có sẵn một nút reset ở đây, các bạn sẽ có thể bấm nút reset ở đây thay vì việc bấm nút reset qua Arduino ở đây. Đấy, chúng ta có cắm chồng nên rất là chắc chắn và gọn, đúng không ạ? Thì sau đây mình sẽ giới thiệu đến với các bạn là một cái ứng dụng cụ thể của kit này, đó là mình sẽ kết hợp kit Digit Shield này với Arduino Uno. Đấy, cộng kèm theo đó là mình sẽ sử dụng cảm biến siêu âm SRF04 để đo khoảng cách. Đấy, thì cách kết nối mình sẽ kết nối như sau. Ở đây mình sẽ cấp nguồn cho SRF04 này. Đấy, các bạn có thể thấy chân VCC trên GND thì mình sẽ cắm VCC vào với 5V ở đây. Và để thấy chúng ta có vẫn có đầy đủ các chân của Arduino lên này, đúng không ạ? Đấy. Sau đó thì chân trinh ở trên SRF04 thì mình sẽ cắm với chân 8 này, chân 8 này. Đấy, và chân echo thì chúng ta sẽ cắm với chân 7 ở đây. Đấy. Ở đây thì mình đã nạp cốt sẵn rồi thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Đấy. Thì các bạn thấy này. Đấy, ở đây đây là chưa có gì cả. Đây mình sẽ dùng cuộn thiết để mình đỡ này lên cho các bạn dễ nhìn. Đúng không? Các bạn thấy LED của mình hiện tại là đang là 71, đúng không ạ? Thì đây mình sẽ lấy tay chè này. Đấy, thì các bạn thấy khoảng cách tương ứng là 7 cm này. Đấy, 5. Mình giơ cao dần lên này. Đấy. Đấy. Các bạn chú ý là cái cảm biến siêu âm này nó sẽ bắn thẳng ra và xong đấy dội lại con mắt thu bên kia, thì các bạn sẽ phải che cái khoảng thẳng ở phía trước nó, đúng không? Nếu mà mình che lệch đi thì nó sẽ không đo được. Đấy, các bạn thấy thì giá trị nó sẽ bị nhảy, đúng không? Đấy. Đấy, đấy là một cái ví dụ đơn giản để mà sử dụng cái kit Digit Shield này. Thì các bạn có thể ứng dụng nó vào các cái mạch, ví dụ như là mạch đếm sản phẩm hoặc là các cái mạch mà hiển thị khoảng cách như mình vừa làm. Đấy, với kit Digit Shield này thì chúng ta kết nối rất là tiện lợi, đúng không ạ? Các bạn có 74HC595 quét 4 LED đây và chỉ cần dùng có mà bốn chân out từ Arduino, đúng không ạ? Đấy, rất là tiết kiệm chân. Nếu như mà các bạn mà không có kit này thì các bạn sẽ phải dùng tới 7-8 chân data và 4 chân để điều khiển, nên là chúng ta sẽ mất toàn bộ các chân I/O của Arduino, đúng không ạ? Đấy. Trên đây là video giới thiệu về kit Arduino Digit Shield 4 LED của nhóm review. Video của nhóm mình đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Mình là Nam Tech, nhóm review.